Xin chào 500 anh em, những fan hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá thể thao. Đại tiệc thời trang bóng đá đã có mặt tại Thule Store rồi, phục vụ anh em từ A đến Z với sự chuyên nghiệp và tận tâm nhất. Bác nào là fan ruột của các câu lạc bộ bóng đá thì đừng bỏ qua nhé. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé. Chelsea hạ West Ham bằng bàn thắng ở phút thứ 90. Phát lập công duy nhất của Pulisic giúp Chelsea đánh bại West Ham 1-0 ở vòng 34 Premier League đêm 24 tháng 4. Sau thất bại trước Arsenal, Chelsea tiếp tục có trận đấu chật vật trước một đối thủ khác của thành London là West Ham. The Blues cầm bóng 66% nhưng phải chờ đến phút thứ 90 mới có thể đánh sập hàng thủ dập The Hammers. Sự khác biệt được tạo ra bởi những điều chỉnh nhân sự hợp lý của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Phút thứ 87, Lukaku kiếm được quả phạt đền và khiến Craig Dawson nhận thẻ đỏ trực tiếp. Jorginho thất bại trên chấm 11m nhưng chủ nhà đã tận dụng lợi thế về con số để ghi bàn mở tỷ số ở lần dứt điểm thứ 26 từ đầu trận. Tristan Pulisic dám vai người hùng với pha đá nối chuẩn xác sau đường căng ngang của Marcos Alonso. Khoảnh khắc này giúp chủ nhà giành 3 điểm, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn so với Arsenal. Liverpool bám đuổi quyết liệt Man City trong cuộc đua vô địch. Hai bàn của Robertson và Origi đã giúp Liverpool thắng Everton 2-0 ở trận đấu vòng 34 Premier League tối 25 tháng 4. Thầy trò Jurgen Klopp lấn lướt Everton trên sân nhà và giành chiến thắng bằng hai khoảnh khắc tỏa sáng của Andy Robertson và Divock Origi. Sau trận thắng này, Liverpool tiếp tục bám đuổi Man City với cách biệt 1 điểm. Everton xa lầy ở cuộc đua chủ hạng khi có 29 điểm sau 32 trận và đang xếp thứ 18. Đội bóng vùng Merseyside đang kém Burnley 2 điểm và thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Barca thua trận thứ 3 liên tiếp tại Camp Nou. Barca nhận thất bại 0-1 trước Rayo Vallecano ở trận đá bù vòng 21 La Liga rạng sáng 25 tháng 4. Kịch bản ở trận lượt đi lặp lại, Barca thi đấu thiếu tập trung và để Vallecano chọc thủng lưới trong hiệp 1. Blaugrana vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại của trận đấu, nhưng bất lực trước hàng thủ số đông của Vallecano. Ở trận lượt về tại Camp Nou, Vallecano chỉ cần đợt lên bóng đầu tiên ở phút thứ 7 để mở tỷ số. 4 cầu thủ Barcelona bị hút vào cánh trái và để lộ khoảng trống thanh thang ở trung lộ. Từ cánh đối diện, Alvaro Garcia vượt mặt Saki Nudes, đón được chọc khe của Asi Palazon, rồi dứt điểm gọn gàng vào góc gần, hạ gục thủ môn Ter Stegen. Đây là cú sút trúng đích duy nhất của Vallecano trong 90 phút và cũng là lần chạm bóng duy nhất của đội khách trong vùng cấm Barca ở hiệp 1. Chừng đó là đủ để giúp thầy trò viên Iraola làm nên lịch sử với lần đầu tiên đánh bại đại diện xứ Catalonia ở cả trận lượt đi và lượt về trong một mùa giải La Liga. Ibrahimovic giúp Milan thắng ngược ở phút thứ 90+2. Ibra vào sân từ băng ghế dự bị và kiến tạo để tiền vệ Sandro Tonali ghi bàn, giúp Milan thắng Lazio 2-1 ở vòng 34 Serie A rạng sáng 25 tháng 4. Vòng 34 cả Inter và Milan đều hành quân đến Rome, trong khi Inter thắng dễ Roma 3-1, Milan lại phải chạy chật mới có được 3 điểm trước Lazio. Phút thứ 90+2, Ante Rebic tranh chấp quyết tâm ở cánh trái rồi treo bóng đến vị trí của Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển đánh đầu làm tường để Sandro Tonali số 8 dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1. Kết quả này giúp Milan trở lại ngôi đầu với 74 điểm, hơn Inter 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn câu lạc bộ cùng thành phố một trận. Bác nào là fan ruột của các câu lạc bộ bóng đá thì đừng bỏ qua nhé. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé. MU chỉ còn 0,11% cơ hội giành vé dự Champions League theo dự đoán dựa trên của Transferform. Cơ hội lọt top 4 Premier League 2021-2022 của Manchester chỉ còn 0,11%. Kết quả dự đoán trên được đưa ra sau hai trận MU thua Arsenal và Tottenham hòa Brentford. Vì thua pháo thủ 1-3 nên Quỷ Đỏ bị đối thủ này bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Spurs mất vị trí thứ 4 và tại Arsenal do trận hòa Brentford không đều. Hiện tại Manchester đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 7 West Ham. Ngoài điểm số, MU còn chịu bất lợi so với Arsenal và Tottenham vì đá nhiều hơn hai đối thủ này một trận. Chưa kể thầy trò Wayne Rangnick sẽ đối đầu với một đối thủ lớn Chelsea và ba đội bóng khó nhằn Brentford, Brighton và Crystal Palace ở 4 vòng cuối. Vì những bất lợi kể trên, nên theo dự đoán dựa trên AN của Stars Perform, MU chỉ còn 0,11% cơ hội lọt top 4 English Premier League. Căn cứ trên dự đoán này, Quỷ Đỏ sẽ không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Sau trận thua Arsenal, Wayne Rangnick cũng đã thừa nhận MU hết cơ hội lọt top 4.
Theo dự đoán nói trên, trong những đội bóng đang cạnh tranh top 4, Arsenal là ứng cử viên số 1. Cụ thể, pháo thủ sở hữu 79,68% cơ hội giành vé Champions League 2021-2022. Thầy trò Javi Arteta đánh giá cao vì thắng liên tiếp hai đối thủ lớn Chelsea và United. Về phía Tottenham, trước trận hòa Brentford tại vòng 34, Spurs được coi là ứng cử viên số 1 cho vị trí thứ 4, 65,43%. Tuy nhiên sau trận này, cơ hội của thầy trò Vincent Conte giảm xuống 20,2%. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé! Arsenal quyết chi lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Giám đốc kỹ thuật của Arsenal Edu tiết lộ đội bóng sẽ mang về sân Emirates thêm những bản hợp đồng chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Arsenal là một trong đội bóng chịu chi nhất tại Premier League. Pháo thủ đã đầu tư 150 triệu bảng để mang về sân Emirates những bản hợp đồng như Martin Odegaard, Aaron Ramsey, Takehiro Tomiyasu và Albert Sami-Lolonka. Với việc bổ sung tân binh trong mùa giải 2021-2022, Arsenal dường như đang đi đúng kế hoạch khi có mặt trong top 4 Premier League. Không dừng lại đó, pháo thủ sẽ tiếp tục mang về sân Emirates những bản hợp đồng chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chúng tôi cần phải hoàn thiện đội hình, có lẽ mùa giải tới chúng tôi có thể mua về một hoặc hai cầu thủ. Hôm nay Arsenal đã có một đội hình tốt hơn, kế hoạch của chúng tôi đã được thực hiện. Vấn đề là chúng tôi sẽ đi từng bước một và đội sẽ kết thúc mùa giải như thế nào. Muốn chơi bóng tại Champions League và Europa League, đội phải có một đội hình chất lượng hơn. Rất nhiều thứ phải được thực hiện và nó cần thêm thời gian. Vì thế tôi sẽ chờ một mùa hè bận rộn cùng Arsenal. Giám đốc kỹ thuật Arsenal Edu chia sẻ trên ESPN. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, huấn luyện Arteta dự kiến sẽ chiêu mộ cầu thủ ở vị trí tiền đạo cắm, tiền vệ trung tâm và hành lang cánh. Trước đó, trang Football London cho biết pháo thủ đã nhắm đến Tammy Abraham và Gabriel Jesus. Bộ đôi tiền đạo này được xem là sự thay thế cho Edin Nketiah và Alexander Lacazette, những cầu thủ nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay sân Emirates sau khi mùa giải này kết thúc. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé! MU bạo chi mua Frankie de Jong. Theo tờ Sport, MU sẽ bạo chi từ 50 đến 70 triệu bảng hỏi mua tiền vệ Frankie de Jong theo yêu cầu của tân huấn luyện Erik ten Hag. Cũng theo nguồn tin này, Barcelona đang xem xét bán ngôi sao người Hà Lan để cân bằng tài chính, qua đó tái đầu tư đội hình theo mong muốn của huấn luyện viên Xavi. Bên không bán rẻ Lewandowski. Giám đốc của Ben, Hasan Halihamidžić, khẳng định họ sẽ không bán rẻ Lewandowski ngay cả khi tiền đạo này từ chối gia hạn hợp đồng. Trước đó, một số tin đồn cho rằng Ben sẽ bán Lewandowski với giá 40 triệu euro thay vì mất trắng Anh vào mùa hè 2023. Neymar ám chỉ ở lại PSG. Tiền đạo người Brazil, Neymar ám chỉ anh sẽ ở lại PSG cho dù bị người hâm mộ câu lạc bộ này huýt sáo phản đối. Neymar cho biết, cổ động viên PSG huýt sáo tôi, họ sẽ thấy mệt thôi, bởi lẽ tôi vẫn còn 3 năm hợp đồng với câu lạc bộ. Napoli hết giá bán Osimhen. Theo CBS Sport, Barcelona Napoli chỉ chấp nhận để Victor Osimhen ra đi nếu nhận được 80 triệu euro. Tiền đạo 23 tuổi người Nigeria đang được nhiều câu lạc bộ quan tâm sau khi ghi 15 bàn cho Napoli từ đầu mùa. Newcastle liên hệ với Keylor Navas. Theo tờ Fijazek, Newcastle đang tìm cách chiêu mộ Keylor Navas của PSG. Cho dù đã 35 tuổi, nhưng Navas vẫn thể phong độ rất cao. Newcastle tin rằng sự xuất hiện của ngôi sao như Navas sẽ giúp họ thu giữ nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Man City từ chối Pogba. Theo The Sun, Man City đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ Pogba cho dù tiền vệ này có giá miễn phí. Man City lo ngại các yêu sách của Pogba sẽ khiến phong thái đồ rối loạn. Đại tiệc thời trang bóng đá đã có mặt tại Thule Store rồi, phục vụ anh em từ A đến Z với sự chuyên nghiệp và tận tâm nhất. Bác nào là fan ruột của các câu lạc bộ bóng đá thì đừng bỏ qua nhé. Ngay lúc này hãy truy cập ngay vào fanpage hoặc link Shopee bên dưới phần mô tả. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và ưu đãi khủng chờ anh em, đừng bỏ lỡ nhé.